Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Win Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Win Tran Official. Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp và da liễu tại Trung tâm Y khoa Win Medical Center, Los Angeles, Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tập trị liệu giảm đau cổ. Lưu ý là tất cả những bài tập trị liệu của tôi trên YouTube, trên TV cũng giống như là trên những cái phương tiện truyền thông khác chỉ là để hướng dẫn quý vị. Điều quan trọng nhất khi mà chúng ta bị đau, đau cổ, đau lưng, đau vai là quý vị nên đi gặp bác sĩ trước. Tùy vào tình huống, tùy vào lý do quý vị bị đau như thế nào mà bác sĩ sẽ chỉ định cách chữa trị phù hợp. Kính thưa quý vị, đau cổ là một trong những cái triệu chứng mà rất là nhiều người hay gặp. Và điểm quan trọng hơn là đau cổ xảy ra hầu như ở mọi lứa tuổi và thường xảy ra đôi khi nhiều hơn ở người trẻ tuổi. Và giới tính nam lẫn nữ là đau cổ nếu mà chúng ta không chữa có thể dẫn đến đau vai, có thể đau nhức đầu và những cái vùng khác. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị 6 bài tập trị liệu đau cổ cơ bản. Và tôi đã giới thiệu bài tập đau vai trên kênh YouTube và tôi cũng giới thiệu bài tập đau lưng. Quý vị nhớ xem và kết hợp tập trị liệu đau cổ với đau vai và đau lưng chung với nhau. Cấu trúc vùng cổ của chúng ta là một trong những cấu trúc phức tạp, linh hoạt và nguy hiểm nhất trên cơ thể. Hôm nay tôi sẽ mời quý vị quay trở lại với anh bạn Maximus. Bữa nay là tôi có tên cho anh này rồi. Có một số quý vị hỏi tôi là sao chưa đặt tên. Thì Maximus từ Latin có nghĩa là vĩ đại và to lớn. Quý vị cũng nhớ Maximus cũng là tên một cái vị tướng nổi tiếng mà không có thật trong cái phim võ sĩ giác đấu Gladiator. Rồi, bây giờ quý vị xem Maximus nhé. Thì vùng cổ của Maximus có 7 cái đốt sóng từ C1, gọi là chữ C là cervical, từ C1 cho tới C7. Và cái quan trọng quý vị hãy xem là cái xương cổ cũng giống như xương lưng của chúng ta, không có nằm ngay ở giữa mà nó nằm về toàn bộ về phía sau. Thì khi Maximus cử động cổ như thế này, cái cổ chúng ta cử động quan trọng nhất là ở C1 và C2. Phần lớn từ C3 cho tới C7 là nó ổn định. Và cái quan trọng thứ hai quý vị thấy là rất là nhiều cơ ở trên đầu, cơ càm, cơ vai đều liên quan tới vùng cổ. Và cuối cùng là cái đường thực quản và đường thanh quản là đường ăn uống và đường thở chúng ta nằm ở phía trước đây. Thành ra đau cổ, nhiều khi mà chúng ta chỉ nghĩ là đau cổ thôi, nhưng thật ra là liên quan tới hầu hết những vùng ở trên đầu đi xuống, ở vùng vai đi lên, ở vùng phía trước ngực và thậm chí đôi khi là những vùng thức ăn. Thành ra trong các bài nói chuyện ngày hôm nay, những bài tập của tôi, quý vị sẽ thấy rằng cái việc tập trị liệu đau cổ nó chỉ không đơn giản là đau cổ mà là tập về tư thế. Thường khi mà chúng ta bị đau cổ, chúng ta hạn chế, chúng ta không có muốn cử động nhiều, chúng ta rụt lại. Và quý vị biết cái bất kỳ đau nơi nào trên cơ thể chúng ta cũng muốn giữ lại như thế này. Và đó là một trong những lý do khiến cho chúng ta dễ bị đau hơn. Tại vì khi cơ, bất kỳ cái vùng nào trên vùng cổ của chúng ta hay là vùng vai chúng ta, nếu mà chúng ta bị gọi là co lại, bị căng lại như thế này, nó sẽ càng đau hơn và cái việc giữ chặt như vậy lại càng làm đau hơn nữa. Thành ra cái việc đầu tiên nhất mà chúng ta cần phải làm là tập thư giãn và tập thả lỏng. Hay là những cái bài tập của tôi, quý vị để ý thấy sẽ có kết hợp với một vài động tác thả lỏng và sẽ có một vài động tác tập tăng cường các cơ. Và đó cũng là cách mà chúng ta chữa đau khớp, chúng ta chữa đau cơ bắp, là vừa tập cho thả lỏng ra nhưng mà cũng vừa tập cho những cái cơ nó mạnh lên lại. Quý vị cần phải gọi bác sĩ hay là 911 nếu đau cổ và kèm theo các triệu chứng nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là đau buốt cánh tay và đau nhức cổ. Quý vị cảm giác như có cái kim nó chạy xuống giật tê. Sốt và sụt cân, nhức đầu liên tục, nhất là nhức hai bên thái dương và nhức về phía sau ót, và giống như nó bị giật ở đây. Chóng mặt, mờ mắt, không thấy đường, không di chuyển được và đau liên tục và không có nuốt được. Nói tóm lại là bất kỳ cái dấu hiệu nguy hiểm nào mà quý vị cảm thấy khó chịu, nó liên tục mà kèm với đau cổ, quý vị cần phải gặp bác sĩ hoặc là trường hợp khẩn cấp thì gọi 911 ngay. Tại vì như tôi nói, một trong những cái lý do quan trọng nhất là vùng cổ chúng ta rất là phức tạp. Nó có dây thần kinh, nó có mạch máu, nó có đủ thứ hết. Và nếu mà chúng ta bị đột quỵ, chúng ta bị stroke, nhiều khi nó chỉ đơn giản là chúng ta sẽ có những dấu hiệu ở vùng cổ. Bây giờ chúng ta nói về 6 bài tập giảm đau cổ.
mỗi bài tập là từ 5 cho tới 20 giây hoặc ngắn hơn. Quý vị có thể tập lại 10 cho tới 30 lần mỗi ngày, tập chậm, từ từ trong khả năng của mình. Quý vị nhớ là tập cả hai bên, ví dụ đau chỉ một cổ bên phải thôi, nhưng mà nhớ tập luôn bên trái. Cũng giống như là khi chúng ta bị đau vai, chúng ta tập cả trái lẫn phải, đau đầu gối tập cả trái lẫn phải. Và nếu như quý vị bị đau cổ khi quý vị tập thì quý vị giảm lại, quý vị hạn chế lại cái triệu chứng của mình. Tại vì tất cả những bài tập mà tôi hướng dẫn sẽ không có gây đau cho quý vị. Nếu mà chỉ gây chút xíu khó chịu thì chúng ta ngưng ở thời điểm đó và sau đó chúng ta tập trở lại. Bây giờ quý vị ready chưa? Kiếm một chỗ ngồi thoải mái và bắt đầu tập với tôi nha. Bài tập cổ đầu tiên là bài tập xoay cổ. Ở bài tập này, cái điểm quan trọng đầu tiên nhất là khi mà quý vị xoay cổ, quý vị nhìn thẳng trước, quý vị giữ cho vai của mình ổn định và không có xoay cái vai, không xoay cơ thể khi mà xoay cổ. Đầu tiên, khi mà chúng ta ngồi thẳng như thế này, chúng ta xoay qua trái và xoay qua phải. Giữ từ 5 tới 10 giây, sau đó trở lại. Quý vị thấy rồi, khi mà tôi xoay như vậy, tôi giữ cái người chúng ta thẳng như vậy. Và thứ hai là tập xoay lên xoay xuống. Và giữ như vậy trong vòng từ 5 tới 10 giây. Quý vị có thể lặp lại trái phải lên xuống. Cái khó của cái bài tập này là quý vị sẽ dễ bị như thế này, hoặc là quý vị ngưỡng quá, quý vị giữ cho cái thân mình của mình thẳng đứng. Và đó là lý do tại sao tôi khuyên quý vị tập đau cổ là có người đứng quan sát, và tốt hơn là có người giữ vai chúng ta. Rồi, quý vị thấy chưa nè, thì đó là cái tập xoay, hai cái bài tập đầu tiên. Bây giờ tới cái bài tập thứ ba là tập kéo giãn cổ. Thì ở cái bài tập này, khi mà quý vị tập dùng tay kéo cổ chúng ta, nhưng mà cái trick, cái khó của bài tập này là gì? Quý vị để một cái tay ở bên này, ở dưới hông mình, để chi? Để giữ cái vai này là ổn định và giữ, để cái đầu này qua đây. Và khi mà quý vị ở cái vị trí thẳng như thế này, nhớ là giữ thẳng người, quý vị từ từ kéo qua. Thấy không nè? Rồi, sau đó chúng ta đổi bên, kéo qua. Quý vị nhớ là khi mà kéo qua, chúng ta chỉ kéo ngang như thế này, chúng ta không có kéo về phía trước, chúng ta cũng không có kéo về một bên như vậy, chỉ kéo cái cổ này ở cái mức mà vừa qua đây. Nhớ giữ cái vai này ở đây. Thì đó là bài tập thứ ba. Bây giờ chúng ta nói về cái bài tập thứ tư. Bài tập thứ tư là bài tập thụt cổ. Ở cái bài tập này, rất là nhiều quý vị, và trong đó có tôi nữa, chúng ta ngồi hay như thế này. Và cái cách ngồi như thế này, quý vị nhớ, anh chàng Maximus của tôi là cái cổ là phía sau rồi. Bây giờ đưa ảnh về phía trước nữa, quý vị có thấy cái trọng lực của mình kéo xuống trước không? Thì chính vì cái lý do này, cái bài tập gọi là thụt cổ này nói là đơn giản nhưng mà rất là khó. Tại vì sao? Chúng ta tập đưa cái cơ ngược lại phía sau. Rồi, giờ tập như thế này nha. Chúng ta ngồi như thế này, để cái tay ngay cái lỗ mũi chúng ta, giữ cái tay này ổn định, rồi từ từ rút cái cổ ra. Cố gắng là cái tay giữ nó ổn định. Khi mà quý vị giữ như vậy 5 giây, quý vị thấy cái cổ chúng ta phía sau này, mấy cơ nó căng, tại vì những cái cơ phía sau nó kéo ngược lại phía sau. Thấy rõ không nè? Bây giờ làm lại nha. Giữ cái tay này trước, giữ như thế này. Khi mà chúng ta ngồi bình thường giữ thế này, đó là động tác thứ tư, hay còn là động tác thụt cổ, hay là thụt cổ rùa, hay cổ chúng ta thụt về phía sau như vậy. Bây giờ chúng ta nói về động tác thứ năm là động tác giãn cơ hai bên hông. Đây là cái động tác mà quý vị nào không có bị đau vai, hoặc là bị đau vai thì chúng ta tập đau vai trước, mà khi mà chúng ta bớt đau vai thì chúng ta sẽ kết hợp. Vì vai và cổ chúng ta lại có những cái cơ nó liên hệ mật thiết với nhau. Thì ở động tác này, quý vị đưa tay lên từ từ như thế này, từ từ đưa về phía sau,
tập lại. Hở ra, tập lại. Và hở ra, quý vị thấy là khi quý vị tập như vậy, hai cái khớp vai của chúng ta bên trong cử động và cái vùng bên dưới cổ chúng ta, quý vị thấy nó giãn ra. Thì đó là động tác giãn hai bên hông, vai hay là cái khớp cổ của chúng ta bên dưới. Bây giờ chúng ta nói về động tác thứ 6, là động tác cuối cùng trong cái loạt bài tập trị liệu đau cổ. Quý vị đưa tay lên, đụng vào cái vai phía sau chúng ta như thế này, và tay còn lại dịnh cổ chúng ta, kéo về phía trước 45 độ. Không phải là góc thẳng như thế này, cũng phải là hai bên mà 45 độ. Tại vì sao? Tại vì cái cơ chúng ta đang muốn kéo là cái cơ chéo cổ chúng ta. Thì chúng ta đưa lên như thế này, nó kéo về phía trước. Giữ 5-10 giây quý vị nhé. Rồi thả ra. Ok. Quý vị thấy khi tôi làm, cố gắng giữ cái thân chúng ta thẳng như thế này và chúng ta nhìn thẳng. Làm lại nhé, đưa lên như thế này, kéo cổ ở đây 45 độ. Bên này cũng vậy, đưa lên như thế này, đưa về cái vai chúng ta, cái đầu chúng ta cổ như thế này, kéo về phía trước. Khi mà quý vị kéo như vậy 45 độ như thế này á, giống như mình đang suy nghĩ. Rồi, được chưa nè? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintrend và những bài tập trị liệu. Tôi hy vọng là những bài tập trị liệu này sẽ hữu ích cho quý vị. Quý vị nhớ comment và đăng ký và cho tôi biết là quý vị tập vào có đỡ hay không nhé. Và hẹn gặp lại quý vị trong những bài tập trị liệu kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị.